Trứng gà rất tốt, nhưng người tiểu đường khi ăn cần nhớ hai điều để tránh tình trạng đường huyết tăng vọt. Chỉ cần tiêu thụ trứng hợp lý sẽ không gây gánh nặng cho sức khỏe cũng như không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Là loại thực phẩm giàu protein chất lượng cao và giá rẻ, trứng gà được tiêu thụ phổ biến trong mâm cơm của các gia đình Việt. Trong trứng có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như axit béo, lecithin, vitamin D và vitamin B12. Tốt nhất người mắc bệnh tiểu đường nên dùng trứng luộc, chứ không nên ăn trứng chiên, trứng kho tuy nhiên đã có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề trứng là chất xúc tác khiến đường huyết tăng vọt liệu điều này có đúng hiệp hội đái tháo đường hoa kỳ ada nêu rõ trứng là thực phẩm thích hợp cho những người mắc bệnh đái tháo đường trứng có chỉ số đường huyết thấp có nghĩa là chúng ít ảnh hưởng hơn đến lượng đường trong máu của người bệnh nhìn chung trứng gà không phải là nguyên nhân gây bệnh tiểu đường cơ chế bệnh sinh của bệnh tiểu đường có ba nguyên nhân chính thứ nhất tuyến tụy của con người không thể sản xuất đủ insulin Thứ hai, tế bào không đủ nhạy cảm với insulin. Thứ ba, có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, không có bằng chứng cho thấy trứng là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường là do trứng. Chỉ cần tiêu thụ trứng hợp lý sẽ không gây gánh nặng cho sức khỏe cũng như không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường ăn trứng gà cần nhớ hai điều. Một, ăn trứng luộc, tránh chiên nướng. Tốt nhất người mắc bệnh tiểu đường nên dùng trứng luộc, chứ không nên ăn trứng chiên, trứng kho. Bằng cách luộc, trứng sẽ giữ nguyên protein, giúp bạn no lâu mà không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Protein không chỉ làm chậm quá trình tiêu hóa mà còn làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Còn nếu trứng được chiên rán bởi dầu mỡ hoặc được kho với đường nó sẽ gây tăng cân và làm ảnh hưởng đến đường huyết. Các chuyên gia cho rằng nếu bạn bị tiểu đường, bạn nên ăn trứng ít hơn 3 quả trứng một tuần. 2. Chỉ ăn 1 đến 3 quả trên tuần. Các chuyên gia cho rằng nếu bạn bị tiểu đường, bạn nên ăn trứng ít hơn 3 quả trứng một tuần. Nếu bạn chỉ ăn lòng trắng trứng, bạn có thể ăn nhiều hơn. Bệnh nhân tiểu đường cần tránh 3 món ăn. Thực phẩm giàu tinh bột. Khi bệnh nhân tiểu đường tiêu thụ một lượng lớn các loại carbon rát cao, tinh bột sẽ chuyển hóa thành glucose và đi vào máu, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ khi ăn tinh bột. Đồng thời, bạn cũng có thể ăn các loại ngũ cốc như kinoa, gạo lứt, kiều mạch để thay thế gạo. Thực phẩm giàu calo. Bánh mì kẹp thịt, gà rán, thịt sông khói, thịt nướng đều rất giàu calo, nhiều cholesterol và nhiều chất béo. Năng lượng dư thừa sẽ được tích trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ, gây bệnh béo phì. Đối với những người béo phì không chỉ dễ mắc một số bệnh như tăng mỡ máu, cao huyết áp mà nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cũng đặc biệt cao. Vì vậy, trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn phải giảm tần suất ăn các loại giàu calo, đặc biệt là khi đường huyết đang tăng quá cao. Bánh mì kẹp thịt, gà rán, thịt sông khói, thịt nướng đều rất giàu calo, nhiều cholesterol và nhiều chất béo. Đồ muối chua Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bệnh nhân tiểu đường tiêu thụ thực phẩm nhiều muối sẽ làm tăng hoạt động amylase, từ đó làm tăng nồng độ đường trong máu, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, bệnh về tim mạch và mạch máu não. Thịt mỡ Hàm lượng cholesterol trong thịt mỡ rất cao, không chỉ gây mất cân bằng năng lượng cho cơ thể con người, mà còn làm tăng gánh nặng cho thận và gây ra quá trình trao đổi chất bất thường. Nếu người có đường huyết cao ăn thịt mỡ sẽ ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của đường huyết, tốt nhất là nên hạn chế ăn chúng. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bít Tuút. Mình chúc bạn và gia đình có một sức khỏe an lành. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nước cam là món đồ uống yêu thích của nhiều người. Khi nước cam chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, kali. Trên thực tế, các cuộc khảo sát cho thấy nước cam là loại nước trái cây phổ biến nhất thế giới. Các nhà sản xuất cũng đã sản xuất khoảng 1,6 tỷ tấn đồ uống này mỗi năm. Ngoài việc mua nước cam nhiều loại ở các cửa hàng thực phẩm, bạn cũng có thể tự mình làm nước cam ép bằng tay hoặc bằng máy ép trái cây. Chính vì vậy, nhiều người tiêu dùng thường đặt ra câu hỏi, liệu uống nước cam hàng ngày có tốt không? Nước cam có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi, nổi bật nhất là vitamin C. Thành phần dinh dưỡng có trong một cốc nước cam tươi bao gồm Lượng calo 112, chất đạm 2g, chất béo 0g, carbon hydrate 26g, chất xơ 0g, đường 21g. Ngoài ra, nước cam còn là nguồn tốt của vitamin A, canxi, sắt và folate. Nước cam với cùi là một nguồn chất xơ khá dồi dào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ giúp cơ thể duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Folate có trong nước cam có vai trò trong quá trình tổng hợp DNA và hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Chưa kể, nước cam là nguồn tuyệt vời cung cấp khoáng chất kali, giúp điều chỉnh huyết áp, ngăn ngừa mất xương và bảo vệ chống lại bệnh tim và đột quỵ. Nước cam giúp nâng cao miễn dịch, tăng khả năng chống chịu bệnh tật. Thế nhưng có 3 thời điểm uống nước cam bị cho là tai hại với sức khỏe, bạn nên lưu ý. 1. Uống nước cam vào buổi tối. Nước cam có đặc trưng là lợi tiểu, vì vậy uống nước cam vào buổi tối ảnh hưởng tới giấc ngủ vì tình trạng đi tiểu nhiều. Trước khi đi ngủ mà uống nước cam còn khiến axit trong cam khó dung hòa hết. Bởi lúc này cơ thể ngủ nghỉ không tiết được nhiều nước bọt như khi thức. Do đó, axit trong cam tồn tại ở miệng nhiều gây hại men răng. Hơn nữa, nước cam giàu dinh dưỡng, năng lượng không thích hợp uống khi đi ngủ vì cơ thể không tiêu tốn năng lượng ban đêm. Nên uống nước cam là đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Uống nước cam ban đêm còn ảnh hưởng tới quá trình giảm cân của bạn. Uống nước cam còn có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận vì dư thừa khoáng chất gây ra lắng động và hình thành sỏi. Uống nước cam khi đói Uống nước cam khi đói có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của dạ dày. Đó là vì vitamin trong cam sẽ kết hợp với axit dạ dày, gây kích thích làm tăng cơn đau dạ dày, làm viêm loét. Uống nước cam lúc đói còn khiến cho những người đang mắc bệnh dạ dày dễ bị tăng nồng độ axit, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng và làm cho tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng hơn. Uống nước cam cùng sữa hoặc gần nhiều uống sữa nước cam phối hợp với sữa sẽ gây kết tủa làm khó tiêu đau bụng. Đó là vì protein trong sữa sẽ ảnh hưởng tới axit tartaric và vitamin c có trong cam. Từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí là gây chướng bụng đau bụng hoặc tiêu chảy. Vậy uống nước cam như thế nào cho đúng? Nên dùng nước cam vào buổi trưa hoặc buổi sáng. Nước cam giàu dinh dưỡng nên rất tốt cho buổi sáng để tăng năng lượng ngày mới. Uống nước cam còn có thể giúp bạn thêm năng lượng cho ngày mới vui vẻ. Nên uống sau ăn khoảng 1 đến 2 giờ để bụng không no, không đói. Lúc mới ăn, bụng nhiều thức ăn nên uống thêm nước cam sẽ gây khó hấp thu dinh dưỡng và tăng đường máu. Còn uống nước cam khi bụng đói sẽ làm tăng nguy cơ kích thích dạ dày gây cảm giác xót ruột. Nên uống 200ml nước cam nguyên chất mỗi ngày là hợp lý. Không nên lạm dụng vì lượng này tương đương nhu cầu vitamin C một ngày. Không nên dùng quá nhiều. Với trẻ nhỏ thì chỉ cần 100 ml nước cà mỗi ngày là đủ. Bốn loại rau nhiều axit oxalic, ăn nhiều tăng nguy cơ bị sỏi thận. Rau là thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn của chúng ta. Rau chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, đây cũng là nguồn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và các chất sinh dưỡng khác cần thiết đối với cơ thể. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng có một số loại rau chứa hàm lượng axit oxalic cao. Chất này khi kết hợp với canxi có thể tạo thành canxi oxalate và có thể dẫn tới sỏi thận. Dưới đây là một số loại rau có hàm lượng axit oxalic cao, bạn nên dùng với lượng vừa phải để tránh gây hại cho sức khỏe. 1. Mướp đắng. Mướp đắng là loại thực phẩm thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm của các gia đình. Loại quả này có vị đắng đặc trưng, tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Ngoài việc sử dụng để nấu các món mặn, mướp đắng còn được phơi khô để đun nước uống như một loại trà. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý rằng mướp đắng là loại thực phẩm chứa nhiều axit oxalic tự nhiên. Theo đó, 100g mướp đắng có thể chứa 459mg axit oxalic. Tiêu thụ quá nhiều mướp đắng có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Do đó, dù thích mức đắng đến mấy, bạn cũng chỉ nên ăn loại quả này với một lượng vừa phải, không lạm dụng. 2. Rau muống Rau muống là một loại rau có tần suất xuất hiện trên mâm cơm của các gia đình rất cao, đặc biệt được ưa chuộng vào ngày hè. Rau muống có giá thành rẻ, dễ chế biến, lại nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như các loại vitamin, kali, clo. Tuy nhiên, rau muống cũng chứa nhiều axit oxalic, cứ 100g rau muống lại có khoảng 691mg axit oxalic. Đây là loại rau mà bạn không nên ăn với khối lượng lớn. Để giảm lượng axit oxalic trong rau muống, trước khi chế biến, bạn nên chèn rau qua nước sôi. Thứ ba, rau dền. Rau dền cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như vitamin C, caroten, canxi, sắt. Lượng axit oxalic trong các loại rau này khá cao. 100 g rau dền có thể chứa 1142 mg axit oxalic, cao hơn rất nhiều so với rau muống và mức đắng. Vì vậy, không nên ăn rau dền quá thường xuyên và chỉ dùng một lượng vừa phải trong mỗi bữa. Cải bó xôi. Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt là loại rau có chứa lượng axit oxalic cực kỳ cao 100g rau cải bó xôi có thể chứa đến 1 1333mg axit oxalic. Loại rau này dù tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều. Ngoài ra, để làm giảm lượng axit oxalic trong rau, tốt nhất tốt nhất nên chần rau trong nước sôi trước khi ăn. Ngoài việc chú ý không tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu axit oxalic, bạn cũng cần bổ sung thêm nhiều nước để ngăn ngừa việc hình thành sỏi thận. Ngoài ra, tránh ăn nhiều thực phẩm chứa guanine như thịt đỏ, các loại nội tạng động vật, đồ uống có cồn để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Người đàn ông 47 tuổi bị nhồi máu cơ tim sau khi tắm, có năm dấu hiệu nên đi khám, chủ quan sẽ ân hận. Tờ Sohu ngày 5 tháng 5 đưa tin về trường hợp của ông Lưu, 47 tuổi, người Trung Quốc nhập viện vì nhồi máu cơ tim sau khi tắm nước lạnh thời tiết gần đây rất nóng sau khi chơi thể thao ông lưu vội đi tắm ngay tuy nhiên cảm giác khó chịu diễn ra liên tục sau khi đi tắm đi kèm với triệu chứng tức ngực dài dẳng lúc đó ông lưu nghĩ mình bị say nắng nên đã nằm nghỉ một lúc không ngờ vài giờ sau tình trạng không những không thuyên giảm mà còn cảm thấy đau ngực nghiêm trọng khi được đưa đến bệnh viện bác sĩ chẩn đoán ông lưu bị nhồi máu cơ tim mặc dù các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng tiên lượng của ông lưu được đánh giá là rất xấu có thể đe dọa đến tính mạng Tại sao tắm nước lạnh lại gây nhồi máu cơ tim? Tiến sĩ Lưu Giai Angcun, Cần, giám đốc khoa tim mạch tại Bệnh viện Nhân dân số 2 Thành Đô, Trung Quốc cho biết khi thời tiết nắng nóng, các lỗ chân lông trên cơ thể sẽ nở ra để tạo điều kiện cho việc tiết mồ hôi, giúp điều hòa thân nhiệt. Lúc này, nếu bạn tắm nước lạnh, lỗ chân lông đang mở sẽ đóng lại đột ngột. Điều đó khiến dây thần kinh giao cảm trong cơ thể bị kích thích, dễ dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí là nhồi máu cơ tim trong trường hợp nặng. Vậy đâu là cách làm đúng nhất? Theo bác sĩ, trong những ngày nóng, việc nghỉ ngơi sau khi đi làm, chơi thể thao, từ ngoài nắng vào là rất quan trọng. Bạn nên nghỉ ngơi 30 phút đến khi cơ thể bớt cảm giác nóng thì có thể đi tắm. Khi tắm, nên lựa chọn mức nhiệt độ vừa phải, không nên quá nóng hay quá lạnh. Hơn nữa, thứ tự tắm cũng rất quan trọng. Bạn nên tắm trên người trước, sau đó mới gội đầu. Như vậy vừa có thể giúp cơ thể quen dần với nước, vừa phòng tránh trùng gió nếu để đầu ướt quá lâu. Có 5 dấu hiệu này cảnh báo bệnh nhồi máu cơ tim. Các nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện ra rằng hơn một nửa số bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim đã xuất hiện các triệu chứng một tháng trước khi khởi phát, nhưng chỉ có 19% bệnh nhân gọi xe cấp cứu kịp thời. Cứ ba bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thì có một người tử vong với tỷ lệ tử vong lớn hơn 30%. Một khi bạn nhận thấy những triệu chứng này trong cơ thể, bạn nên đi khám ngay lập tức. 1. Đau thắt ngực Các triệu chứng đau thắt ngực bất thường có thể xảy ra trong quá trình lao động hàng ngày hoặc hưng phấn về mặt cảm xúc. Tình trạng này có thể thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi, tuy vậy bạn phải hết sức cảnh giác. 2. Đánh chống ngực, tức ngực không rõ nguyên nhân. Đối với những người không mắc bệnh tim mạch, nếu đột nhiên cảm thấy tức ngực, hồi hộp, khó thở ngay cả khi không hoạt động thì cần cảnh giác, có thể do nguyên nhân nhồi máu cơ tim. 3. Khó ngủ, giấc ngủ bị gián đoạn. Mất ngủ hay khó ngủ không chỉ đơn giản do bạn uống nhiều chất kích thích, nó còn là dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim. Trước khi phát bệnh, cơ thể sẽ có những sự thay đổi như đánh chống ngực, đổ mồ hôi đêm khiến bệnh nhân không thể ngủ được. 4. Nhìn mờ hoặc ngất xỉu Ngất ở bệnh nhân mắc bệnh tim là do lượng máu cung cấp lên não không đủ, điều đó khiến nhịp tim chậm và ngừng đập. Nếu gặp tình trạng này, bạn hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. 5. Đổ mồ hôi đột ngột Khi cơn nhồi máu cơ tim xảy ra, các mạch máu co lại và lượng máu truyền từ tim đi bị giảm, làm mồ hôi đột ngột xuất hiện ở cổ. Chán, lòng bàn tay, lòng bàn chân kèm thân nhiệt bị tụt xuống, ăn 4 thực phẩm vào bữa sáng là cứu tinh cho người huyết áp cao, vừa kiểm soát đường huyết lại bổ tim mạch, lựa chọn thực phẩm lành mạnh vào bữa sáng giúp kiểm soát huyết áp, đường huyết và cholesterol trong máu hiệu quả hơn. Cao huyết áp là tình trạng áp lực máu lên thành động mạch tăng cao hơn so với mức bình thường. Tình trạng huyết áp cao kéo dài dẫn đến khó thở, đau tim, đột quỵ, tổn thương não, suy tim và bệnh thận, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và biến chứng tiểu đường bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp kiểm soát huyết áp dễ dàng hơn trong ngày tuy nhiên nhiều người vẫn đang lựa chọn những thực phẩm nhiều muối hoặc đường đồ ăn nhanh chiên rán đồ đóng hộp dẫn đến việc tăng huyết áp người thường xuyên bị cao huyết áp có thể tham khảo những lựa chọn lành mạnh hơn cho bữa ăn đầu ngày để mang lại lợi ích sức khỏe hạt diêm mạch kinoa hạt diêm mạch kinoa có nguồn gốc từ nam mỹ khá quen thuộc với những người đang giảm cân theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh tuy nhiên vẫn chưa được sử dụng rộng rãi tại việt nam Hạt diêm mạch có độ dẻo nhẹ, thường dùng để thay thế cho cơm hoặc nấu cháo, trộn salad. Loại hạt này là nguồn cung cấp protein rất dồi dào. Trong mỗi cốc hạt nấu chín, khoảng 185 g có chưa đến 8 g protein và 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể bạn không thể tự tạo ra giúp giảm huyết áp. Hạt diêm mạch có chỉ số đường huyết thấp, chứa nhiều magie, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chất xơ trong hạt diêm mạch hỗ trợ sức khỏe cho hệ tiêu hóa bằng cách cung cấp năng lượng cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Ngoài ra, chất xơ giúp thúc đẩy cảm giác no, kiểm soát khẩu phần ăn và hỗ trợ giảm cân, cũng như duy trì cân nặng mong muốn. Quả có múi Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Julie Upton, thực phẩm tốt nhất để điều hòa huyết áp vào bữa sáng là trái cây có múi như bưởi, cam, chanh, quýt. Cam quýt rất giàu kali giúp giảm huyết áp và không chứa nát chi. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong cam quýt có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, Julie Upton cho biết. Những loại quả này còn giàu vitamin C, cân bằng huyết áp, cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm cholesterol xấu và ngừa bệnh tim. Bưởi, cam hay chanh cũng là một trong những loại quả có chỉ số đường huyết thấp, nhiều chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết. Điều cần lưu ý là hãy ăn cả phần muối của quả cam thay vì uống nước ép cam để tránh tăng lượng đường trong máu. Người bị đau dạ dày nên ăn nhẹ trước khi ăn các loại quả có muối vào buổi sáng. Sữa chua không đường Chuyên gia Julie Upton nhận định sữa chua cũng là thực phẩm giàu kali và các chất dinh dưỡng khác như canxi, magie, kẽm, phốt pho và vitamin A, B12 giúp giảm huyết áp. Một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí nghiên cứu và chăm sóc bệnh tiểu đường mở rộng BMJ cho thấy tiêu thụ ít nhất hai chế phẩm sữa mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc cả bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Sữa chua ít calo, giàu protein và men vi sinh, chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, vitamin giúp giảm huyết áp. Thúc đẩy đường ruột hoạt động trơn tru, có thể ăn sữa chua kèm ngũ cốc không đường, hoa quả, hạt chia để có bữa sáng đủ chất mà vẫn lành mạnh. Yến mạch, yến mạch chứa nhiều beta glucan, một loại chất xơ hòa tan được chứng minh làm giảm huyết áp và sự hấp thu cholesterol vào máu. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Y khoa Nutrition, các nhà khoa học tìm thấy mối liên hệ quan trọng giữa ăn yến mạch và việc giảm huyết áp Chất sơ hòa tan beta glucan có thể cải thiện độ nhạy insulin, làm chậm quá trình hấp thu cáp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Yến mạch còn là cứu tinh với người đang mắc chứng khó tiêu, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm cân. Theo ít dít, kim linh, loại rau cực rẻ được ví như nhân sâm trong các loại rau. Bắp cải có thể được ví như một loại siêu thực phẩm với giá thành rẻ, sinh trưởng quanh năm, không chỉ có tác dụng chữa bệnh dạ dày rất tốt mà còn có tác dụng chống ung thư và điều hòa lượng đường trong máu. Bắp cải nhân sâm trong các loại rau. Các chuyên gia Nhật Bản đã từng ví bắp cải như là nhân sâm trong các loại rau bởi những giá trị dinh dưỡng bên trong. Bản thân bắp cải có chứa vitamin B, C, K, ngoài ra còn có chứa khoáng chất như canxi, phốt pho, kali, sắt và nguyên tố vi lượng khác. Cứ 100g bắp cải chứa 1, 3g chất xơ đối với những người muốn giảm cân thì bắp cải đúng là siêu thực phẩm bởi ăn bắp cải có thể làm tăng cảm giác no. Trong đồng y cũng khẳng định giá trị dinh dưỡng mà bắp cải mang lại như ích nội tạng, ích khớp, khai thông khí trong kinh lạc, cải thiện tai mắt, ăn lâu ngày sẽ ích thận, điều chỉnh lục phù ngũ tạng một bảo vệ dạ dày và cải thiện các vấn đề về dạ dày. Các nghiên cứu của Nhật Bản đã phát hiện ra rằng thai oli trong bắp cải có thể tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter pylori và có tác dụng ức chế viêm dạ dày. Vitamin U có trong bắp cải có thể chống loét, giúp sửa chữa các mô và màng nhầy bị thương trong cơ thể, làm dịu những tổn thương do viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Chất xơ dồi dào trong bắp cải có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón hài, giảm nguy cơ mắc bốn loại ung thư. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, NCI, đã tổng kết nghiên cứu trong nhiều năm và khẳng định rằng các loại rau họ cải như bắp cải có thể làm giảm nguy cơ mắc bốn loại ung thư. Ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt bởi bên trong các loại rau họ cải có chứa in đồ và sừng giúp ức chế sự phát triển của ung thư ba. Ngăn ngừa loãng xương Bắp cải rất giàu vitamin K, có tác dụng đông máu tốt, nhanh chóng làm lành vết thương, đồng thời có thể giúp hấp thụ canxi ổn định canxi cho xương và răng, thúc đẩy sự phát triển của xương, ngăn ngừa loãng xương bốn, chống oxy hóa và chống lão hóa. Bắp cải có tác dụng chống oxy hóa và lão hóa rất tốt, chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa phong phú khác. Nhưng không nên nấu quá lâu để tránh mất dinh dưỡng, luộc bắp cải không quá 30 phút nằm. Giải độc Sulfur dây phần cũng có thể tăng khả năng giải độc của hệ thống enzym trong cơ thể xấu. Bảo vệ tim mạch trong đó đặc biệt là bắp cải tím, liên quan nhiều đến chất anthocyanin mà nó chứa. Các nghiên cứu đã xác nhận rằng chất anthocyanin có thể làm giảm nguy cơ đau tim và bắp cải tím chứa tới 36 loại anthocyanin 7. Điều chỉnh lượng đường trong máu Chất sơ trong bắp cải rất phong phú, có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nguyên tố cờ giom trong bắp cải cũng có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu. Bắp cải được chế biến theo nhiều cách khác nhau, có thể ăn sống, xào, trần, luộc nấu canh là thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin, bổ dưỡng, ngọt mát được nhiều người yêu thích. Chuyên gia dinh dưỡng Trần Mạn Linh, Đài Dung, Đài Loan trong chương trình về dinh dưỡng do chính cô thực hiện chỉ ra rằng thành phần vitamin U trong bắp cải là một loại thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa. Tự nhiên, nhưng cũng nhắc nhở rằng có ba nhóm người không thích hợp ăn sống hoặc ăn quá no, cực bổ nhưng không phải ai cũng thích hợp ăn bắp cải. Chuyên gia dinh dưỡng Trần Mạn Linh cũng nhắc nhở những người bị rối loạn chức năng tuyến giáp, nhu động đường tiêu hóa kém. Dễ đầy hơi không thích hợp ăn sống, cũng không nên ăn quá nhiều bắp cải. Còn đối với những người khỏe mạnh khác, muốn chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa có thể ăn bắp cải cắt nhỏ ở mức độ vừa phải, đặc biệt bắp cải được sản xuất trong mùa đông xuân có hàm lượng vitamin C cao hơn. Làm cách nào để mua được bắp cải ngọt và tươi? Nhìn bề ngoài, bắp cải chất lượng cao phải chắc, bó chặt và giòn, tốt nhất không nên mua bắp cải bị sâu bọ đốt, lá vàng, nứt và thối. Trọng lượng, bắp cải được cuộn chặt, chắc tay nên khi cầm có cảm giác nặng tay nhìn màu sắc bắp cải có lá xanh và bóng thường ngon hơn trong khi lá trắng có vị kém hơn một chút ấn nhẹ bề mặt bắp cải dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên bề mặt bắp cải chất lượng bắp cải có vết lõm nhẹ một loại cỏ bổ thận chuyên mọc hoang ở ruộng rau được nhiều người già đào về hóa ra có rất nhiều công dụng loại cây này thường mọc hoang nên nhiều người không biết tác dụng mà nhổ vứt đi bỏ phí một bảo vật rất tốt cho thận trên các cánh đồng rau ở nông thôn thường có một số loại cây cỏ mọc lẫn nhiều loài có sức sống mạnh mẽ, thậm chí còn phát triển thành một khu vực riêng. Trong đó có một loại cây trông rất giống cỏ, với đặc điểm nhận dạng nổi bật thân cao khoảng một gang bàn tay. Niu người trẻ có thể không biết, thường nhổ bỏ đi, nhưng người lớn tuổi làm việc lâu năm thường nhận ra và gọi đây là cỏ bổ thận. Tại sao lại như vậy? Lâu y cây được ví là cỏ bổ thận. Thắc ra, loại cây này không tên là cỏ bổ thận Tên chính xác của nó là mã đề hay còn gọi cách khác là mã tiền xá, có tên khoa học là Plantergouacea. Đây là loài là cây thân thảo sống lâu năm. Cây mã đề có chức năng tái sinh bằng rất nhiều cách, đặc biệt là bằng nhánh và có khi là bằng hạt. Thân cây có độ cao tầm 10-15 cm. Lâu y cây này dễ trồng, có nguồn gốc từ châu Âu và một số vùng của châu Á. Thảo mộc này thường tạo ra những bông hoa màu xanh lục và có những chiếc lá lớn hình bầu dục. Cây mã đề có thể ăn sống hoặc nấu chín và được đông y tận dụng để làm thuốc chữa bệnh. Mã đề có vị ngọt, tính lạnh, dù là hạt hay rễ hay lá đều có tác dụng chữa bệnh, chẳng hạn như chữa đáy rắt, ho lâu ngày, viêm phế quản, dịch tả, lị và một số chứng bệnh khác. Cây mã đề thường xuất hiện trong môi trường nào? Cây mã đề mọc ngoài tự nhiên, không thích môi trường khô giáo mà thích môi trường ẩm ướt. Nói chung, địa hình thích hợp cho sự sinh trưởng và sinh sản của loài cây này là những khu vực rừng mát mẻ, có độ ẩm cao. Auzinia, loài cây này cũng thường xuất hiện ở khu vực như bãi sông, đất nông nghiệp, ruộng rau. Cây mã đề cũng có thể nuôi trồng, nhưng cần lưu ý đảm bảo đất màu mỡ, tạo điều kiện cho cây ra dễ và phát triển. Cây mã đề ẩm, cần tưới nước 3 đến 5 ngày trên lần, tần suất tưới không quá thấp. Yếu tố nhiệt độ cũng cần lưu ý duy trì từ 20-24 độ C để cây phát triển nhanh. Khi nhiệt độ môi trường cao hơn 35 độ C thì tốc độ sinh trưởng của cây sẽ trở nên cực kỳ chậm. Cây mã đề có công dụng gì mà nhiều người ưa thích? Trong lá cây mã đề rất giàu canxi và có chứa rất nhiều khoáng chất chứa thành phần khác. Với 100 gam lá thì có chứa một lượng vitamin A tương đương với chất này trong củ cà rốt. Tôn thân chứa một sai gọi là oculip. Trong lá có chất nhảy, chất đắng hay các loại vitamin C, K yếu tố T. Trong hạt chứa chất nhảy, axit lanthanolic. Voi những thành phần này, cây mã đề trở thành vị thuốc thường gặp trong dân gian và cả các bài thuốc đông y, đem tới nhiều ích lợi cho sức khỏe cụ thể như Lâu y tiểu, tăng cường đào thải muối, axit uric và uze ra khỏi cơ dơ. Căng guồn, chai ho, trừ đờm. Làm tăng tiết niêm dịch phế quản, ức chế trung khu hô hấp giúp cho hơi thở sâu và chậm nhờ vào thành phần hoạt chất lantigen. Hát mã đề có chứa nhiều polysaccharide rất hút nước có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ điều trị cao huyết áp, than lọc phổi và cai thuốc lá. Oginiza, một số ích lợi khác có thể kể đến như giúp giảm viêm. La của cây mã đề chứa một số hợp chất chống viêm, bao gồm flavonoid, terpenoid, glycoside và tannin, nên sử dụng loại cây này giúp giảm một số dấu hiệu viêm do tổn thương gan. Nhờ thế, cơ thể hạn chế tình trạng viêm mãn tính có thể dẫn đến nhiều bệnh khác nhau. Thác đẩy chữa lành vết thao in. Thông qua hiệu quả giảm viêm, cây mã đề còn có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và giảm đau, nhờ vậy hỗ trợ chữa lành vết thương. Thực tế cho thấy rằng, sự kết hợp giữa gieo lô hội và cây mã đề có thể chữa lành vết loét ở chân hỗ trợ sức khỏe tiêu hầu ơ. Một số hợp chất trong hạt và lá của cây mã đề đã được chứng minh là có thể làm giảm bớt một số vấn đề về tiêu hóa. Bởi trong hạt mã đề chứa silium, một loại chất sơ thường được sử dụng làm thuốc nhuận tràng tự nhiên vì nó hấp thụ nước khi di chuyển qua đường tiêu hóa. Phần lá mã đề cũng có thể làm chậm chuyển động của đường tiêu hóa, điều này có thể thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và giúp điều trị tiêu chảy. Oginiza, cây mã đề còn hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa như bệnh viêm ruột, IBD, có thể gây ra các triệu chứng như đau dạ dày, đầy hơi và tiêu chảy. Năng điều lưu ý khi sử dụng cây mã y. Một số người có thể gặp tình trạng dị ứng, sốc phản vệ khi sử dụng cây mã đề với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đầy hơi và phản ứng da. Nguy hiểm hơn, có thể dẫn tới nguy cơ đe dọa tính mạng. Nên lưu ý không sử dụng cây mã đề quá thường xuyên hay sử dụng với mục đích giải khát do mã đề có tác dụng lợi tiểu rất tốt. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng nước mã đề vào buổi tối để tránh đi tiểu nhiều lần vào ban đêm. Phụ nữ đang trong thời thời kỳ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu được các chuyên gia khuyên rằng không nên sử dụng nước mã đề. Nguyên nhân là do chúng có thể dẫn đến sảy thai. Tiêu đối không sử dụng nước mã đề với các đối tượng thật yếu hay suy thận mạng tính. Nguồn Sohu, Heo Lai cây đinh lăng có tác dụng gì với sức khỏe đinh lăng không chỉ được dùng làm cảnh mà còn là cây thuốc quý trong y học cổ truyền vậy cây đinh lăng có tác dụng gì từ lâu đinh lăng được biết đến là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền vậy cây đinh lăng có tác dụng gì với sức khỏe tổng quan về cây đinh lăng theo lương y đa khoa bùi đắc sáng cây đinh lăng được mọi người dùng để ăn như rau làm gia vị và chữa nhức đầu nhiều nơi thường lấy lá đinh lăng để nấu canh với thịt cá bồi bổ cho sản phụ người già hoặc người ốm mới dậy Cây đinh lăng lá nhỏ được coi là cây sâm của người nghèo bởi tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Lá của cây đinh lăng thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, rượu ngâm hoặc bột khô để chữa chứng ho, đau tức vú. Tắc tia sữa, làm lợi sữa, chữa kết lị và làm thuốc tăng lực, chữa chứng suy nhược cơ thể. Dễ đinh lăng vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng trong y học cổ truyền việt nam hải thượng lãn ông lê hữu trác dùng rễ đinh lăng sao vàng hạ thổ sắc cho phụ nữ uống sau khi sinh đẻ để chống đau dạ con và làm tăng tiết sữa cho con bú tác dụng của cây đinh lăng theo lương y đa khoa bùi đắc sáng viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam hội đông y hà nội cây đinh lăng được mọi người dùng để ăn như rau làm gia vị và chữa nhức đầu nhiều nơi thường lấy lá đinh lăng để nấu canh với thịt cá bồi bổ cho sản phụ người già hoặc người ốm mới dậy Cây đinh lăng lá nhỏ được coi là cây sâm của người nghèo bởi tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của nó. Lá của cây đinh lăng thường được dùng dưới dạng thuốc sắc, rượu ngâm hoặc bột khô để chữa chứng ho, đau tức vú. Tắc tia sữa, làm lợi sữa, chữa kết lị và làm thuốc tăng lực, chữa chứng suy nhược cơ thể. Dễ đinh lăng vị ngọt, hơi đắng, tính mát có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, dẻo dai, tăng cường sức chịu đựng. Trong y học cổ truyền Việt Nam, hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác dùng rễ đinh lăng sao vàng, hạ thổ, sắc cho phụ nữ uống sau khi sinh đẻ để chống đau dạ con và làm tăng tiết sữa cho con bú. Trong rễ đinh lăng chứa saponin tác dụng như nhân sâm, nhiều sinh tố B1, ngoài ra rễ còn chứa 13 loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó đinh lăng còn giúp tăng trí nhớ, tăng sức đề kháng cho cơ thể. 9 bài thuốc chữa bệnh từ cây đinh lăng 1. Bồi bổ cơ thể, chống mệt mỏi Bài 1: Lá hình lăng tươi 150, 200 g, 200 ml nước. Đun sôi 200 ml nước, cho tất cả lá đinh lăng vào nồi, đậy nắp lại. Sau vài phút, mở nắp và đảo qua đảo lại vài lần. Sau 5 đến 7 phút, chắt ra, đổ tiếp thêm khoảng 200 ml nước vào để nấu sôi lại nước thứ hai. Đun sôi tiếp, trộn hai nước với nhau, chia hai lần uống trong ngày. Bài 2: Bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Vỏ rễ củ đinh lăng, tùy dùng để ngâm rượu uống. 2. Tiêu thực, kích thích tiêu hóa. Vỏ rễ đinh lăng, 10g, 200ml nước. Bạn cần đun sôi nhỏ lửa còn 150ml chia 2 đến 3 lần uống trong ngày. 3. Lợi sữa sau sinh. Vỏ rễ củ NS lăng, 20g, gừng tươi, 3 lát. Đổ 500ml nước sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày. Uống khi thuốc còn nóng, dùng liền 5 ngày. 4. Chữa tắc tia sữa. Rễ đinh lăng, bỏ lõi 40g. Sắc uống. 5. Phòng chống đau dạ con đối với phụ nữ sau đẻ. Dễ, bỏ lõi, cành, lá sao, đủ dùng. Sắc uống thay trà. 6. Chữa mẩn ngứa, dị ứng, mày đay. Lá đinh lăng khô, 80g. Đổ 500ml nước sắc còn 250ml, chia làm 2 lần uống, dùng liền 10 ngày. 7. Chữa ho, hen xuyễn. Dễ đinh lăng, bỏ lõi, 10g. Nghệ vàng, 8g. Bách bộ, 8g. Đậu săn, 8g. Vỏ rễ dâu, tang bạch bì, 8g rau tần dày lá 8 g, xương bổ 6 g, gừng khô 4 g, đổ 800 ml nước sắc còn 300 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, uống lúc thuốc còn nóng, mỗi liệu trình 10 ngày. 8. Hỗ trợ điều trị phong thấp, dễ đinh lăng, bỏ lõi 20 g, dễ cỏ xước 8 g, thiên niên kiện 8 g, cối xay 8 g, hà thủ ô chế 8 g, huyết rồng 8 g, chân bì 4 g, quế chi 4 g. Đổ 800 ml nước sắc còn 300 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày, uống khi thuốc còn nóng, dùng liền 10 ngày. 9. Chữa đau lưng do thay đổi thời tiết, cành lá đinh lăng 30g, rễ cây xấu hổ 15g, cúc tần 15g, cam thảo dây 15g. Tất cả cho vào ấm đổ 800 ml nước sắc còn 300 ml chia 3 lần uống trong ngày, dùng liền 5 ngày. Trên đây là tác dụng của cây đinh lăng với sức khỏe. Tuy tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên tự ý sử dụng cây đinh lăng để chữa bệnh khi chưa tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Ăn tỏi buổi sáng, người đàn ông thu được ba khoản lãi lớn là thuốc tự nhiên vừa kiểm soát đường huyết, vừa hạ huyết áp. Loại thực phẩm cay nồng này lại rất tốt cho sức khỏe đường huyết, huyết áp và đem tới nhiều ích lợi bảo vệ cơ thể bạn. Tỏi là một loại củ thuộc họ Allium, hành, được dùng phổ biến để làm gia vị cho món ăn. Tỏi có vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng do chứa các hợp chất organot lơ phơ như alicin và nì. Ngoài việc nấu ăn, tỏi có ít calo và nhiều vitamin C, vitamin B6 và mangan, còn được dùng làm thuốc từ thời cổ đại đến hiện đại. Tỏi có nhiều cách sử dụng để phòng và trị các bệnh như cảm lạnh như ho, huyết áp cao, viêm khớp, đau răng, táo bón và nhiễm trùng. Ai cũng biết tỏi sống có thể gây hôi miệng và nóng rát, nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó có thể bảo vệ cơ thể bạn, giúp kiểm soát đường huyết. Tỏi cung cấp vitamin B6, C giúp chuyển hóa carbon hydrate là những yếu tố quan trọng giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Một nghiên cứu của Izan và Đức cho thấy tỏi giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL, xấu trong máu và tăng cholesterol HDL, tốt ở người bệnh tiểu đường so với nhóm dùng giả dược. Các hợp chất từ tỏi như alai, alisin, diolid giúp giảm kháng insulin, tăng cường miễn dịch ăn một vài tép tỏi vào buổi sáng có thể giúp bạn tăng cường miễn dịch đặc biệt vào mùa đông tỏi chứa các hợp chất giúp hệ thống miễn dịch chống lại các gốc tự do và các vi khuẩn gây bệnh alicin hợp chất chính trong tỏi sẽ có hiệu quả hơn hẳn khi được nghiền nát giúp cải thiện hệ thống phòng thủ của cơ thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột góp phần giảm cân tỏi có thể giúp cải thiện số lượng vi khuẩn tốt trong đường ruột của bạn đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và táo bón giải độc cơ thể tỏi sống có tác dụng giải độc cơ thể hơn nhiều so với nước ép giải độc. Hợp chất phít dơ bổ trong tỏi có thể loại bỏ các chất độc hại khỏi cơ thể và phòng ngừa các bệnh như sốt phát ban, tiểu đường, trầm cảm và một số loại ung thư. Làm đẹp da, da khô và ngứa là những vấn đề thường gặp vào mùa đông. Bạn có thể ngăn ngừa chúng bằng cách ăn tỏi vào buổi sáng khi bụng đói. Tỏi sẽ giúp bạn có làn da sáng mịn và khỏe mạnh. Điều chỉnh huyết áp, tỏi đã được dùng từ lâu để giúp giảm cholesterol cao và huyết áp cao. Các hợp chất chứa lưu huỳnh như alicin, diallyl disulfide, diallyl trisulfide trong tỏi có thể giúp ổn định huyết áp của bạn. Tỏi cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một biến chứng thường gặp ở người bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu của Đại học Kuwait, tỏi sống có thể giúp giảm đường huyết và sơ vữa động mạch. Tỏi cũng có thể giảm viêm động mạch ở người bệnh tiểu đường. Biện pháp ăn tỏi đúng cách. Trong việc tận dụng lợi ích sức khỏe của tỏi, một trong những cách được coi là hiệu quả nhất là ăn tỏi khi bụng đói vào buổi sáng. Thực hành này không chỉ là một lối sống được chứng minh từ lâu bởi y học cổ truyền Ấn Độ, Ayurveda từng được tham ợp India đề cập. Để áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần lấy một, hai tép tỏi, bóc vỏ và giã nát chúng trong cối. Việc ăn tỏi khi bụng đói, kèm theo việc uống một ly nước sau đó, được coi là biện pháp tối ưu để hấp thụ những hợp chất có lợi trong tỏi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu lần đầu sử dụng, bạn nên thử vào lượng ít để theo dõi tình trạng của cơ thể. Khi đã quen thuộc cũng không nên ăn quá hai tép tỏi khi bụng đói. Đặc biệt, nếu cơ thể từng có bất kỳ dấu hiệu như muốn nôn, buồn nôn hoặc táo bón nên tránh ăn tỏi vào buổi sáng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, những người bị rối loạn chảy máu, tiểu đường, huyết áp thấp và phụ nữ đang cho con bú. Những hạn chế này được đưa ra để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho những người có các điều kiện sức khỏe cụ thể. Việc thực hiện đúng cách cùng với sự nhận thức về nhóm người nên tránh giúp tối ưu hóa lợi ích của việc ăn tỏi vào buổi sáng, một thói quen sức khỏe hữu ích và đơn giản. không có tỏi đen, hãy ăn 6 tép tỏi nướng một ngày suốt một tháng. Bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được. Tỏi vốn được tôn vinh là thần dược vì sở hữu vô vàn lợi ích với sức khỏe. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thành phần của tỏi có chứa nhiều chất kháng sinh alicin giúp chống lại các virus gây bệnh. Tinh dầu của tỏi có công dụng diệt khuẩn, sát trùng và chống viêm nhiễm. Ngoài ra, tỏi còn chứa hàm lượng lớn các vitamin như A, B, C, D, hydrat carbon, và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể như iốt, canxi, phốt pho, manze và các nguyên tố vi lượng. Do vậy, tỏi có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu. Tỏi cũng là chất chống oxy hóa, giúp khôi phục hoạt động của tế bào trong cơ thể, nâng cao chất đề kháng, giúp cho cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật, trong đó có các bệnh ung thư nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chỉ có thói quen ăn sống tỏi tươi, tỏi ngâm rượu, tỏi ngâm giấm hay tỏi đen, chứ chưa hề biết đến công dụng của tỏi nướng. Một nghiên cứu gần đây kết luận rằng ăn 6 tép tỏi nướng một ngày tối thiểu trong vòng một tháng, bạn sẽ hưởng được rất nhiều điều tuyệt vời cho sức khỏe. Tỏi nướng có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể và đưa nó về mức độ an toàn. Từ đó, ngăn ngừa các bệnh do cholesterol cao gây ra như béo phì, rối loạn tim mạch và huyết áp cao. Thêm vào đó, tỏi nướng còn cải thiện sức khỏe của hệ xương khớp bởi tỏi chứa nhiều canxi. Do nguồn sắc trong tỏi dồi dào, các bệnh liên quan đến máu như thiếu máu cũng được điều trị hiệu quả. Còn các bà mẹ bỉm sữa, rỉ tai nhau cách chữa ho dứt điểm cho con bằng những tép tỏi nướng. Lấy tầm 3 đến 4 tép tỏi còn nguyên vỏ, nướng cháy vàng. Sau đó bóc hết phần tỏi trái đi, cho vào một cái chén nhỏ, thêm vào khoảng 4 thìa nước ấm. Dùng một chiếc thìa để nghiền nát tỏi trong chén ra. Cho con uống hai lần vào buổi sáng và buổi tối. Nếu trẻ có thể ăn bã tỏi thì càng tốt. Tỏi nướng có vị bùi, hương thơm dịu, bạn có thể nướng nhiều giữ trữ dùng dần, ăn sống hoặc cho vào các món salad, đồ nguội hay các món nướng. Cách làm tỏi nướng Cách 1. Cho một thìa dầu ô liu vào chảo, rồi bắt lên bếp và để ở lửa nhỏ. Tiếp đó cho tiếp 6 tép tỏi vào chảo. Khi thấy mặt kia chín vàng, bạn lật lên lại tép tỏi. Khi hai mặt chín vàng là bạn có thể ăn được. Cách 2. Bật lò nướng ở nhiệt độ 205 độ C. Bóc bỏ bớt lớp vỏ dày và khô bên ngoài của tỏi, dùng dao cắt phần đầu của tỏi khoảng 1,5 đến 2 cm. Cho lớp dầu ô liu vào củ tỏi. Bóc tỏi cho vào giấy bạc và cho vào lò nướng từ 30 đến 35 phút đến khi tỏi mềm. Tắt lò, lấy tỏi ra để nguội. Dùng dao rạch một đường lấy tỏi ra. Cách sử dụng. Tốt nhất bạn nên ăn sau bữa cơm, cực tốt vào sau bữa cơm trưa để cảm nhận được sự kỳ diệu. Bạn nên ăn tối thiểu trong vòng một tháng. Chúc các bạn thành công! loại thuốc quý nhưng có 8 người, tuyệt đối không nên ăn, tránh rước thêm bệnh. Tỏi đen vốn chứa khá nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho cơ thể, tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn loại thực phẩm này. Sau đây, chúng ta hãy cùng biết tuốt điểm qua lợi ích của tỏi đen như thế nào. Tỏi đen được xem là một loại thuốc quý, có giá trị tốt đối với sức khỏe. Sử dụng tỏi đen có thể cải thiện chức năng tiêu hóa, chống mệt mỏi, cải thiện chức năng của một số cơ quan nội tạng giúp ngủ ngon giấc. Tỏi đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những loại bệnh thông thường. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sử dụng tỏi đen giúp hạ cholesterol trong máu, giúp làm giảm mỡ máu và tăng HDL, gọi là cholesterol tốt. Điều này giúp điều hòa đường huyết. Vậy, những ai thuộc diện không nên ăn tỏi đen Đầu tiên là người bị bệnh gan Một số thành phần có trong tỏi đen gây kích thích mạnh, ức chế tiết vị dạ dày làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa Việc này tạo áp lực lên gan, do đó người bị bệnh gan không nên ăn tỏi đen Ăn tỏi đen khi sức khỏe gan yếu có thể gây ra tình trạng mệt mỏi và buồn nôn Bên cạnh đó, tỏi đen chứa nhiều thành phần dễ bay hơi làm giảm lượng hemoglobin sẽ dẫn đến thiếu máu, ảnh hưởng không tốt đến việc điều trị bệnh gan. Ngoài ra, ăn tỏi đen khi thiếu máu sẽ làm cơ thể bị suy nhược. Thứ hai, người bị bệnh về mắt. Theo Đông y, ăn tỏi đen trong một thời gian dài không chỉ hại gan mà còn làm giảm thị lực. Do đó, người bị bệnh về mắt, thiếu máu, hay chóng mặt và suy giảm trí nhớ thì không nên ăn nhiều tỏi đen. Thứ ba là người bị bệnh thận. Người bị bệnh thận hoặc đang uống thuốc điều trị nên tránh ăn các thực phẩm có tính cay nóng như ớt và tỏi. Bởi vì khi ăn những loại thực phẩm này sẽ làm bệnh càng thêm nghiêm trọng, giảm hiệu quả của thuốc. Tiếp theo là thứ tư, người bị tiêu chảy. Khi bị tiêu chảy, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào đường tiêu hóa và làm tổn thương niêm mạc, sung huyết. Khi hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề nên tránh ăn những thực phẩm có tính cay nóng. Thứ năm là người có sức đề kháng yếu. Ăn nhiều tỏi đen khi ốm sẽ làm tiêu hao năng lượng, sinh nóng, sinh đờm. Một lượng tỏi đen vừa phải có thể giúp trị nhiều các chứng bệnh, thanh nhiệt và giải độc. Thứ sáu là phụ nữ mang thai. Tỏi đen có tính nóng, do đó phụ nữ mang thai không nên dùng nhiều. Người có thể trạng nóng trong, nóng sốt cũng không nên ăn tỏi đen. Thứ bảy là người dùng thuốc chống đông máu trong trường hợp đang dùng thuốc chống đông máu bạn nên hạn chế sử dụng tỏi đen để tránh làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc và cuối cùng là người bị dị ứng khi bị dị ứng với tỏi bạn không nên cố tình sử dụng vì có thể gây ra tình trạng phát ban ngứa ngáy thậm chí là tăng huyết áp